Quá tuyệt vời luôn rồi, chào các bác nhá. Chào mừng bác quay trở về cả bên em. Tiếp tục video thì xin phép ngày hôm nay em xin giới thiệu đến cho tất cả các bác. Và em mua được một lô đèn thanh lý của phòng hát. Đây em đang sắp hàng cho anh em thợ này. Đấy, và tiện ở đây thì em lên video để cho các bác nếu như bác nào muốn mua lẻ về để các bác chơi trong gia đình, cũng như là chơi trong cái dịp Trung Thu sắp tới này, thì các bác tham khảo giúp em. Đây em có mẫu đèn BEM mini 2467 mắt nhé. Mẫu đèn BEM mini 7 mắt này, tất cả nó đã cài đặt chế độ theo nhạc hoặc là chế độ auto hết rồi. Đấy, chế độ theo nhạc và chế độ auto rất là đẹp luôn. Và cái chiếc này thì nó là hàng tháo phòng về, em chưa kịp vệ sinh. Đấy, vừa mới rỡ thôi, nó chưa kịp vệ sinh cho nên là các bác nhìn nó có thể nó như thế này thôi. Nhưng mà cái này là nó chỉ là bụi bẩn thôi các bác nhá. Khi các bác lấy hàng ấy là em sẽ lau sạch sẽ thì các bác yên tâm luôn. Vệ sinh sạch sẽ. Đấy, yên tâm, các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây này, có những cái như thế này nó rất là đẹp này. Đấy, và những cái bụi bẩn như này thì nó là trong quá trình vận chuyển thì nó bị bẩn như này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Và mức giá cực kỳ hợp lý cho tất cả bác thôi. Tất cả đèn hoạt động bình thường, hoàn hảo luôn. Bác nào lấy một chiếc em để bác giá 500.000 đồng. Bác nào lấy hai chiếc em để ra bác giá 900.000 đồng. Một đôi của nó là 900.000 thôi các bác nhá. Bình thường các bác đi mua một chiếc này em dám khẳng định với bác luôn, các bác cứ tham khảo cái đèn 7 mắt BEM mini. Ở ngoài thị trường hiện tại đang bán là 1.600.000 đồng một chiếc. 1.600.000 một chiếc này. Và hôm nay thì em bán cho các bác với mức giá là 900.000 một đôi. Đấy, 900.000 các bác hai chiếc này luôn, được chưa? Nếu còn bình thường thì nếu bác nào lấy một chiếc thì 500.000 đồng. Đấy, em bao ship luôn. Thế còn bác nào lấy hai chiếc thì em để bác giá 900.000. Đấy, dây nguồn, độc dây nguồn mất mấy chục nghìn rồi. Đấy, độc dây nguồn mất mấy chục nghìn rồi. Sau này còn tiền ship nữa. Cái này em bán thanh lý thôi. Cái này tháo phòng về thanh lý, mua rẻ thanh lý thôi. Anh em thợ này, anh em thợ lấy hai mấy chiếc này em đang đóng thùng để gửi đi, gửi xe cho anh em này. Hai mươi mấy chiếc thì ở đây em còn khoảng tầm 30 chiếc nữa. Cái mẫu đèn này có 30, có khoảng hơn 50 chiếc. Đấy. Nhưng mà mẫu đèn này thì là nó là 900.000 đồng một đôi các bác nhá. Đấy, đèn BEM mini 7 mắt này. Đấy, thế còn cái mẫu đèn này, cái mẫu đèn này thì nó cũng là 7 2 4 6 7 mắt, nhưng 7 mắt này của nó ở giữa là có một cái đèn laser, có một đèn hoa. Thì cái mẫu đèn này là hiện tại em đang bán là giá là 1.100.000 nhá. Đây này này, 1.100.000, nó đắt hơn cái đèn này là 200.000 đồng. Đấy, 1.100.000 là có luôn. Cái này ở giữa nó có cái tia hoa nữa. Đây là cái này nó đắt tiền hơn 200.000. Cái này đang chạy theo nhạc này. Đấy, em gõ này nó kêu nó chạy theo nhạc này. Đấy, còn cái này thì là 900.000 đồng, 500.000 một chiếc, 900.000 đồng một đôi. Đấy, còn cái thằng này là 1.200.000. 1.200.000 nhá, 1.200.000 một đôi. 600.000 đồng một chiếc và 1.200.000 một đôi các bác nhá. Đấy, bán cho bác như vậy. Kể cả chiếc này cũng vậy luôn này. Chiếc này thì là 600.000 này. Đấy, cũng là 600.000 đồng một chiếc. 1.200.000 một đôi. Thế còn thằng này thì em ưu tiên được bác cái mẫu này. Đấy, là mẫu này bác chơi nó cho em là 900.000 đồng một đôi. Được chưa? Ở đây thì em đang có bốn cái mẫu, bốn cái đèn này. Bác nào lấy cái nào thì cứ để chụp ảnh lại cho em nhá. Bốn cái đèn này. Bốn cái đèn này thì cũng là 500.000 đồng một chiếc. 500.000 đồng một chiếc, hoa rất đẹp luôn. Đấy. Cái này cũng có một cái thôi, cái này có mỗi một cái thôi. Đèn này một cái bán luôn được bác 600. Đấy, này 600.000. Đấy, này theo nhạc này, rất đẹp luôn anh em nhá. Để em sẽ thử bật to nhạc lên để cho nó nháy theo nhạc nhá, để cho các bác để tham khảo này. Rất đẹp luôn. Đấy, hoa này. Úi giời. Rất đẹp luôn, 900.000 đồng một đôi này. Ok chưa? Nó sẽ nháy theo nhạc này. Đấy, cái loại hai cái này là 1.200.000. Cái này này, tức là cái này là 1.200.000 một đôi này. Tức là hai này là 900.000 đồng một đôi này. Đấy, đèn kia có 101 một chiếc bán nó 600.000 luôn. Đây, tia này, rất đẹp luôn, hoa này. Đấy, úi giời, đẹp luôn. Các anh em, rất đẹp, hoa hết cả thứ nó rất đẹp luôn này. Ok chưa? Đấy, bác nào thích lấy đèn về chơi karaoke gia đình chỉ cần một đôi thôi các bác chơi rất là ok luôn nhá. Đấy, 1.200.000 một chiếc, à một đôi. Nếu mà cái thằng này là 900.000 đồng thôi. 900.000 đồng một đôi, bao ship luôn. Đấy, tất cả hàng này em sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi đi cho bác, cho nên là các bác hết sức yên tâm bác nhá. Rất đẹp,